cho các bạn. Cuốn sách Để Chế Alibaba đã kết thúc vào ngày hôm qua và hôm nay mình tiếp tục đọc một cuốn sách mới. Cuốn sách đó có tên là Thủ. Cuốn sách này có tên là Thủ lĩnh Bộ Lạc. Đây là một cuốn sách vô cùng gây tò mò với mình, không phải vì mình rất thích nó mà bởi vì mọi người đều dọa với mình là nó cực kỳ khó đọc. Đầu tiên là giám đốc của mình khi mà trong một buổi chia sẻ thì anh có nói rằng là cuốn sách này đọc cực kỳ khó hiểu và em chưa đọc hiểu đâu nên cứ từ từ đã. Kiểu như thế mà mẹ thấy rất tò mò rồi, trời ơi cuốn sách gì mà đến mức mà khó hiểu mình không thể hiểu được cơ chứ. Sau đó anh cũng kể ra trong cuốn sách nó có chỉ ra những em đang ở cấp, có nói là mình đang ở cấp độ nào và hầu như mọi người đang ở cấp độ này và mình khó lên được cấp độ này vì tính của mình như thế này. Kiểu rất gây tò mò và hứng thú ấy và còn hơi bực mình một tí. Nhưng mà sau đó mình cũng quên. Sau đấy thì có các anh chị trong công ty, các anh chị lãnh đạo trong công ty cũng đọc cuốn sách và bạn nói rằng mình rất khó hiểu và mình cũng bắt đầu đọc. Thực ra thì cuốn sách này rất dài dòng ở phần giới thiệu khi mà nói đây là một cuốn sách hay như thế này thế kia, hay là cái tên của nó cũng sẽ dễ gợi lên cảm giác khó hiểu. Đây là một cuốn sách nó ghi tên là Thủ lĩnh Bộ Lạc. Ok, nó sẽ có một cái gì đấy nghe nó rất là tối cổ, ngày xưa chẳng hạn. Nhưng mà khi đọc thực ra mình tin, mình nghĩ rằng là do cái văn hóa tiếp xúc, ví dụ như mình hay xem nhiều các phim của Âu Mỹ hoặc là đọc những câu chuyện theo kiểu Âu Mỹ một chút, thì khi đọc cuốn sách này mình lại thấy cực kỳ vào và đọc rất là nhanh. Tức là bình thường mình không đọc với tốc độ nhanh như thế, nhưng trong buổi tối mình đọc hết 50 trang, tức là hơn một chương. Tức sau một chương và đọc được khoảng tầm 10 trang tiếp theo của chương tiếp theo. Cuốn sách này nói về cái gì mà nó lại làm cho mình thấy thú vị? Là lâu lắm rồi mình mới đọc một cuốn sách mà nó khai thác góc độ kinh doanh ở một cái góc độ văn hóa khá là dễ chịu. Khi bạn đọc một cuốn sách về kinh doanh quá nhiều lý thuyết, như là thực ra đế chế Alibaba là mình, với mình là một cuốn sách tương đối là lý thuyết ạ. Tức là mặc dù có những bài học thực tế và nó rất thực tế và rất thấm với những người đã đi làm, những người quản lý, những người điều hành doanh nghiệp, nhưng mà nếu mà để mà đọc một cách hứng thú thì không quá, bởi vì cảm giác như những cái triết lý đấy mình gặp thường xuyên trong các câu chuyện, trong những bộ phim, trong những cuốn sách khác của văn hóa Việt nhìn chung. Nhưng với cuốn sách này nó đã bắt đầu khai thác một khía cạnh rất khác, bởi vì cuốn sách mở đầu với việc rằng là đâu đấy bạn thấy luôn luôn có một nhóm khoảng tầm 20, 50 đến 150 người và họ luôn tụ tập thành một nhóm, một tổ chức. Ví dụ một ngôi làng của bạn thì sẽ có khoảng bao nhiêu người, một cái xã của bạn sẽ có bao nhiêu người, một cái đội, một cái khu có bao nhiêu người, hay một doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu người, và doanh nghiệp của mình thì khoảng 100 người chẳng hạn. Và điều rất là rõ ràng. Và nó còn có một cái tipping point là ở một cái điểm bùng phát trong cái cuốn sách của Malcolm Gladwell, nói rằng khi tầm nếu mà cái bộ lạc này quá đông thì đến một thời điểm nó sẽ tách làm hai. Giống như cái bệnh thì với một doanh nghiệp của bạn, khi mà cái doanh nghiệp ấy bắt đầu phát triển quá lớn với số lượng nhân sự lớn, nó cũng bắt đầu tự động tách ra làm hai. Và điều này rất là tương đồng, có nghĩa là có sự so sánh giữa cái bộ lạc thực sự và những cái tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới. Cái điểm hay tiếp theo mà mình thấy cực kỳ cảm thấy tâm đắc khi mà kể đến cái việc giữa thủ lĩnh của bộ lạc và bộ lạc, có một câu rất hay là thủ lĩnh và bộ lạc nó tương sinh. Có nghĩa là thủ lĩnh sinh ra bộ lạc và bộ lạc sinh ra thủ lĩnh, có nghĩa là phải tồn tại cả hai điều này. Tại sao lại như thế? Thủ lĩnh là người nâng tầm giá trị của bộ lạc nó lên. Và bộ lạc thì là cái nơi, cái môi trường để tạo ra thủ lĩnh. Cái câu này rất quen với bạn này, đó là thời thế tạo anh hùng. Có những bộ lạc thì mới có những thủ lĩnh, và ngược lại những thủ lĩnh là những người nâng tầm của bộ lạc nó lên và duy trì cái sự tồn tại của bộ lạc đấy trong cái thời kỳ ngày xưa, khi mà kiểu như là tới nào nhỉ, cái ngày mà còn có bộ lạc ấy. Câu chuyện rất là hay, mình thấy cái câu chuyện này khá là thực tế và nó có một yếu tố lịch sử và văn hóa ở điểm rằng là cái ông George Washington ấy, ông ấy là người đã thống nhất 13 bang của Mỹ. Ông ấy thống nhất 13 cái bộ lạc của Mỹ để tạo thành đất nước đấy thời điểm đó. Cái câu chuyện là ông ấy có một cái biệt tài, đó là ông ấy gắn được tất cả những giá trị của mỗi người với giá trị chung, mục đích chung. Và cái điều này nó tương đồng, ví dụ, và ông ấy là cái thủ lĩnh tại thời điểm đó của nước Mỹ. Vậy thì cái hay là đối với một doanh nghiệp cũng như thế, những cái người tài, những người quản lý, những người lãnh đạo là cái người mà có thể nâng tầm được giá trị, có thể duy trì và tạo ra cái văn hóa cho doanh nghiệp và giúp cái doanh nghiệp ấy tồn tại lâu bền và phát triển. Thì khi mà ở cái phần được chia sẻ như thế rồi thì bạn có thấy rằng là các thủ lĩnh bộ lạc sẽ tập trung vào cái việc xây dựng, hay nói chính xác hơn là nâng cao văn hóa của bộ lạc hay không? Và các thủ lĩnh chính là những cái nam châm mà lại hút những người tài đến với cái bộ lạc và tạo ra bộ lạc đó. Thì đó là cái phần lớn của cái chương 1 mình đã đọc. Hy vọng các bạn sẽ tìm được những điểm hay trong chương này.